Rồi, hello. Hôm nay mình lại xin chào toàn thể các anh em. Để hôm nay giới thiệu với các anh em là cà chua sạch này. Đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Đây là một cây cà chua mà hầu như không có thuốc sâu, không phải coi như là bất cứ một cái gì cả mà chỉ có phân bón bình thường thôi nhá. Đấy, bón độc dưới gốc này thôi. Và đây là tự này, này. Quả sai xúc xưởng luôn. Đấy. Hôm nay quay cho anh em xem. Nếu như mà nhà các anh em có diện tích hẹp ấy, anh em có thể làm như này hoặc là rộng hơn nữa anh em làm như này. Quả toàn quả là quả. Trời đất ạ. Đây một chùm này về anh em có mà lỗ ốm. Đây. Quả này. Bán còn không hết nhá. Đây là gọi là trồng để ăn nhưng mà cuối cùng lại bán thành không hết. Nếu mà cà chua mà bình thường anh em cứ để dưới đất là nó sẽ không, mà không không rong lên như này là nó sẽ không được như này đâu nhá. Đấy. Nên còn khi anh em đã rong được lên như này rồi thì lúc đấy nó trơ lại độc quả này. Đấy. Rồi hôm nay mình quay cái mô hình cà chua cho các anh em xem đến đây là kết thúc. Anh em có thấy hay cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá.